Nếu không có Trần Tự Khánh quyết đoán, nước Đại Việt sẽ mất nước. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân vật Lịch sử. Quý vị thân mến, năm 1214, sau khi bất thành trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của đương kim hoàng thượng Lý Huệ Tông, Tự Khánh đã dựng con vua Lý Anh Tông là Huệ Văn Vương, tức chú của Lý Huệ Tông lên ngôi. Nước cờ lập Lý Huệ Tông lên ngôi là cách để Tự Khánh tạo chính danh cho mình, để người trong nước khỏi coi ông là phản loạn. Đây chính là kiểu mà kẻ khởi loạn trước đó Quách Bốc lập Lý Thẩm là anh của Lý Huệ Tông lên ngôi để đấu lại với Lý Huệ Tông. Việc một nước có hai vua thì dẫn đến loạn lạc lâu dài. Bài học có thể thấy từ việc khá giống bên Trung Quốc khi Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế Nguyên Tu bất mãn với sự kìm kẹp của quyền thần Cao Hoan đã chạy sang địa bàn của sứ quân Vũ Văn Thái. Cao Hoan thấy vậy bèn lập người em họ của Nguyên Tu là Nguyễn Thiện Kiến lên ngôi, sự gọi là Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế. Miền Bắc Trung Quốc đầu thế kỷ thứ 6 bị phân liệt thành Đông Ngụy của Nguyễn Thiện Kiến và Tây Ngụy của Văn Cũ Nguyên Tu, rồi Đông Ngụy thành Bắc Tề, Tây Ngụy thành Bắc Chu. Rốt cuộc phải đến năm 581, Tùy Văn Đế mới thống nhất lại được. Quá trình thống nhất như vậy phải trả giá bằng rất nhiều xương máu của người dân. Lịch sử Việt Nam sau này cũng có giai đoạn phân liệt như vậy. Đầu thế kỷ 16, khi Mạc Đăng Dung trở thành quyền thần lấn át ngôi vua, thì Lê Chiêu Tông không chịu nổi. Năm 1522, Chiêu Tông chạy ra huyện Minh Nghĩa ở Sơn Tây, vùng đất thuộc tỉnh Hà Tây. Lúc đó ông mưu ngầm với bọn Phạm Hiến, Phạm Thứ, sai người đem mật chiếu vào Tây Kinh, bảo Trịnh Tuy nghênh viện. Hôm sau, Đăng Dung nghe tin, cho người đuổi theo nhưng Chiêu Tông quyết chống lại, chạy vào thành Tây Kinh. Trong kinh thành, Mạc Đăng Dung cùng Thái sư Cương Quốc Công Lê Phụ và các công hầu lập em của Chiêu Tông là Lê Xuân lên ngôi. Dù sau Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung bắt và sát hại, cái nền móng ông gây dựng vẫn được các cựu thần nhà Lê phát huy. Nước Việt từ đó bị rơi vào vòng xoáy nội chiến Lê Mạc, rồi đàng ngoài, đàng trong, khiến cho máu đổ, khổ đau không ít cho đến khi vua Gia Long Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, thông suốt từ Nam ra Bắc. Quay trở lại bối cảnh của Trần Tự Khánh thời điểm lập Huệ Văn Vương làm vua. Nếu tình trạng đất nước hai vua cùng việc các sứ quân nhao nhao nổi lên như nhà Bắc Giang Vương Nguyễn Nộn, Hiền Tín Vương Lý Bát, Hồng Hậu Đoàn Văn Lôi, Hà Cao ở Quy Hóa, thì mảnh đất Việt Nam nhỏ bé khi ấy sao tránh khỏi cảnh máu thành sông, xương trắng đồng. Nguy hiểm nhất là nếu không kịp thống nhất để tạo thành một khối vững mạnh thì chẳng mấy chốc làm mồi ngon cho vó ngựa phương Bắc. Nhưng rất may, Trần Tự Khánh có những quyết định sáng suốt với các nước cờ cao tay, nhanh chóng thống nhất đất nước. Trần Tự Khánh vừa đánh dọa Lý Huệ Tông, nhưng lại vừa chia tay ngỏ ý đón vua về. Hành động có tính biểu tượng cao nhất của Trần Tự Khánh là việc vào tháng 11 năm 1215, đem trả vua cây mũ Bình Thiên. Mũ Bình Thiên là mũ chỉ vua được dùng và Khánh lấy được nó trong một lần đánh vào cung. Hành động này ngầm cho nhà vua hiểu Khánh vẫn coi Huệ Tông là vua. Đến tháng Giêng năm 1216, Huệ Tông cùng với Đàm Thái Hậu ngự ở Thảo Điện để thị triều. Trần Tự Khánh trả lại cái ghế bằng vàng. Hành động này có tính chất biểu tượng hệt như việc trả mũ Bình Thiên. Thông điệp của Khánh rõ ràng khi lặp lại hai lần và vua Huệ Tông bắt đầu nghĩ đến chuyện hợp tác. Và một hành động cực kỳ quyết đoán của Tự Khánh để làm yên lòng Huệ Tông khi ấy là phế vua Huệ Văn Vương từng được Khánh dựng hai năm trước. Tự Khánh coi như bỏ quân bài quan trọng để giữ chính danh cho mình trong 2 năm và đổi lấy lòng tin của Huệ Tông. Có lẽ thông tin tình báo từ cô em Trần Thị Dung đang làm hoàng hậu của Huệ Tông đã giúp Tự Khánh đi nước cờ mạo hiểm này và thành công. Vua Huệ Tông làm thêm một phép thử nữa là vào tháng 5 năm 1216, sai sứ xin binh của Trần Tự Khánh để đánh Đỗ Nhuế. Trần Tự Khánh phụng chiếu Huệ Tông và Đỗ Nhuế chạy về với Nguyễn Nộn. Sau khi nhận những tín vật quan trọng, thấy sức mạnh quân đội nhà Trần, thì Lý Huệ Tông có ý trở về nương náu với nhà Trần. Thêm một lý do nữa để Lý Huệ Tông quyết tâm sang nhờ ông anh vợ Trần Tự Khánh là thúc ép của Trần Thị Dung. Khẩm định Việt sử Thông Giám Cương Mục chép, thấy Tự Khánh là người phản trắc, Thái Hậu nhiều lần chỉ vạch phu nhân là bề đảng của giặc, khuyên nhà vua ruồng bỏ, nhưng nhà vua không nghe. Thái Hậu bắt phu nhân phải tự sát, nhưng nhà vua ngăn cản lại.
Thái hậu lại bỏ thuốc độc vào món ăn, thức uống của phu nhân. Cứ mỗi bữa ăn, nhà vua lại chia sẻ cho phu nhân một nửa và cho ở cùng chung, chứ không để rời khỏi bên mình. Rồi đang đêm, nhà vua cùng phu nhân vi hành lén đi. Đại Việt sử lược ghi chép rõ hơn cảnh Tự Khánh đón vua. Ngày Giáp Thìn, tháng 5 năm 1216, nhà vua cùng với phu nhân là Trần Thị ban đêm sang trại quân Thuận Lưu theo về với Trần Khánh. Ngày hôm sau, nhà vua gặp viên tướng của ngài là Vương Lê đem thuyền đến đón. Lúc bấy giờ, Thái hậu và con của nhà vua là công chúa đều lẩn tránh ở Ô Kim. Trần Tự Khánh thấy nhà vua thì mừng rỡ lắm. Các tướng sĩ đều đánh trống, nhảy múa hoan hô nhà vua. Sau khi có được Huệ Tông, thế lực của nhà Trần đã có danh chính ngôn thuận để đánh bại các thế lực cát cứ khác. Tự Khánh cùng thượng tướng quân Phan Lân chỉnh đốn lại quân triều đình, rèn đúc vũ khí, huấn luyện sĩ tốt, khí thế quân đội lên cao, phấn chấn đi đánh phản loạn. Tình hình quanh kinh thành đã tạm yên, Tự Khánh rước vua Huệ Tông về thành Thăng Long. Tháng 6 năm 1217, Đoàn Thượng đem lực lượng ra hàng, được phong tước vương. Tháng 6 năm 1218, Trần Hừa và Trần Tự Khánh gả em gái là Trần Thị Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi, tước Hồng Hầu, thu phục đất Hồng Châu, và hôn sự này đã loại trừ được một thế lực cát cứ lớn nhất là nhà họ Đoàn. Tự Khánh chuyển sang đánh Nguyễn Nộn ở Bắc Giang, quân nội thua to, năm sau các tướng của Nộn đều ra hàng. Tự Khánh đánh dẹp, thu phục lực lượng cát cứ ở Quốc Oai, Cam Giá, các thuộc ấp của Phong Châu đều ra hàng. Nguyễn Bát, Hiền Tiến Vương ở Từ Liêm, Hà Nội ngày nay cũng phải bỏ chạy lên vùng thiểu số An Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hà Cao ở Quy Hóa không chạy thoát, Cao cùng vợ con thắt cổ chết. Đến tháng 5 năm 1220, chấm dứt hoàn toàn nạn cát cứ ở các địa phương, đất nước trở lại yên bình. Trần Dụ Tông sinh năm 1336, mất năm 1369, là vua thứ 7 của triều Trần, có tên húy là Trần Hạo. Mới 5 tuổi, Trần Hạo được lập lên kế vị, 6 tuổi được lập làm vua. Đến năm 1357, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông mất, Trần Dụ Tông chính thức nắm quyền triều chính. Trong giai đoạn đầu làm vua, Trần Dụ Tông làm được nhiều việc có ích, nhưng sau thì lười nhác chính sự, chỉ thích ăn chơi, hưởng lạc, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông được tất cả các bộ chính sử ghi chép lại. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cuộc đời trụy lạc của Trần Dụ Tông bắt đầu bằng sự kiện vào năm Kỷ Mão năm 1339. Hoàng tử Hạo suýt chết đuối ở Hồ Tây, nhờ có Châu Canh dùng phép châm cứu mới chữa sống lại. Kể từ đây, vua suốt ngày chỉ lo ăn chơi, hưởng lạc, không quan tâm đến việc chính sự. Triều đình ngày càng rối ren và suy yếu. Để phục vụ thói ăn chơi hưởng lạc của mình, Trần Dụ Tông cho sửa sang vườn Lậu Uyển, đảo hồ lớn, chất đá làm núi, bắt dân chở nước mặn từ biển vào nuôi đồi mồi, cá biển, cá sấu về nuôi. Dù pháp luật nhà Trần quy định xử nghiêm tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông vẫn tổ chức đánh bạc ngay tại cung điện. Thế là từ đây, vua đánh bạc, quan đánh bạc, dân đánh bạc thành cái tệ xấu không thể nào bỏ được. Sách Sử Việt Tiêu Án cho biết, một lần nghe nói có viên quan đang giữ chức chánh trưởng Phụng Ngự Cung Vĩnh An tên là Bùi Khoan uống rượu giỏi. Thế là vua cho gọi vào cùng thi uống rượu, ai thắng sẽ được bàn thưởng. Vào một đêm mùa hạ, tháng 6 năm 1366, sau khi đến chơi nhà thiếu úy Trần Ngô Lang ở Hương Mễ Sở, Hưng Yên, đến cảnh ba mới trở về, trên đường về bị mất cướp, mất cả ấn tín lẫn cườm báu. Tận mắt chứng kiến thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông, sứ thần phương Bắc phải lắc đầu. Thói ăn chơi của Dụ Tông, ngay cả hoàng đế phương Bắc cũng không sánh kịp. Bài học cho hậu thế. Thấy vua quan ăn chơi hưởng lạc, thế nước ngày càng suy vong, thầy Chu Văn An liền dâng thất trảm sớ, xin chém đầu 7 tên gian thần, nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe theo. Biết không thể khuyên ông vua ham chơi nhà Trần, Chu Văn An treo ấn từ quan lùi về Chí Linh Hải Dương mở trường dạy học. Triều đình thời vua Trần Dụ Tông ngày càng thối nát, vua Trần Dụ Tông còn lệnh cho các vương hầu nhà Trần mở hội thi hát tuồng và các trò tạp kỹ, cho gọi nhà giàu ở khắp kinh thành vào kinh đánh bạc làm vui, và các quan thì nhau uống rượu, ai uống được nhiều thì được thưởng tiền, thậm chí là vua hứng lên còn thưởng cho cả cung nữ. Trong cung, vua suốt ngày ăn chơi nhảy múa, trong dân chúng thiên tài mất mùa, hạn hán xảy ra, dân tình đói kém, loạn lạc nổi lên như ong. Tình hình kinh tế trong nước khó khăn, nhưng về mặt đối ngoại,
vua Trần Dụ Tông vẫn sai Trần Thế Hưng, Đỗ Tử Bình đi đánh Chiêm Thành năm Đinh Mùi 1367, bị thất bại, vì vậy mà tình hình kinh tế lại càng kiệt quệ hơn. Nhân cơ hội đó, vào năm sau, năm Mậu Thân 1368, vua Chiêm Thành cho người sang đòi đất Hóa Châu, mấy lần đem quân đánh phá kinh thành Thăng Long, khiến vua tồi nhà Trần bỏ chạy tan tác. Vua Trần Dụ Tông vì ăn chơi vô độ, sức khỏe ngày càng suy kiệt và mất vào năm Kỷ Dậu 1369. Hưởng Dương được đúng 33 tuổi, tổng cộng ở ngôi được 28 năm. Cũng vì ăn chơi hưởng lạc, Trần Dụ Tông không có con nối dõi, buộc phải nhận Trần Nhật Kiên là con của anh trai Trần Nguyên Dục làm con nuôi, làm người nối dõi. Oái oăm thay, Trần Nhật Kiên lại không phải là con ruột của Trần Nguyên Dục, bởi mẹ của Trần Nhật Kiên đã mang thai với người trong họ Dương trước khi trở thành tỳ thiếp của Trần Nguyên Dục. Tên chính thức của Trần Nhật Kiên là Dương Nhật Lễ. Vậy là từ thân phận con một đào hát, Dương Nhật Lễ trở thành hoàng đế của nhà Trần. Đây là trường hợp hy hữu trong nghìn năm sử Việt. Sau khi làm vua, Dương Nhật Lễ bỏ bê công việc, ham chơi, rượu chè, cho đón cha ruột Dương Khương vào triều giữ chức lệnh thư gia, có ý đổi sang họ Dương, khiến cho các quan trong triều bất bình, triều đình nhà Trần càng thêm đổ nát. May mắn, cuối cùng là các công thần đã ra tay dẹp loạn, phế truất Dương Nhật Lễ, lập Trần Phủ, tức Trần Nghệ Tông lên ngôi. Để không bỏ lỡ những video hay nhất của chúng tôi được phát hành hàng ngày, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ ở bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video clip tiếp theo.